ngày hôm nay và cái đại sân khấu này nhờ sự chứng kiến của tất cả các cô chú anh chị để gửi tặng một món quà. Xin chúc mừng cho cặp đôi vàng của chúng ta. Xin chúc mừng bạn ơi. Hai mươi năm một cặp đôi vàng luôn chắc chắn quý vị. Cái này là nó đi vào lịch sử luôn rồi đó. Vâng, đi vào lịch sử của ba mà. Mời anh chị qua đây ạ. Đấy. Kỷ niệm 20 năm làm đám cưới, về chung một nhà. Làm gì làm tối nay nữa đâu con. Ba giờ tôi đi cái trường rộng phòng này vậy. Rồi, chưa, bây giờ chúng ta cùng cầu nguyện một điều gì đó thật là tốt đẹp cho riêng bản thân và đặc biệt cho cặp đôi của chúng mình mới đến nha. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Tại nó đồng ý chưa có chồng, đứa có vợ rồi không bao giờ cháy đâu. Cái lửa gần lửa ngoài mà không bao giờ cháy đúng không ạ? Để chúng ta cùng 1, 2, 3 Happy birthday các em và hãy hưởng nhớ nha. 1, 2, 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Hãy đến trước 1, 2, 3 Rồi. Cắt bánh rồi. Với màn chia ngọt sẽ bùi này thì đó là cặp đôi bạn Phi Dung Mạnh Quỳnh tiếp tục có thêm nhiều chục năm nữa đồng hành bên nhau để mang lời ca tiếng hát của quý vị khán giả. Mình có cái hình lớn lên không ạ? Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến và mang thứ đó thì mình cũng xin nói chung là mình rất là cảm động về tấm chương trình của các khán giả đã lưu tặng cho tiếng hát của mình đi trong suốt gần 25 năm qua. Thì mong rằng thì theo thời gian thì mỗi đứa thì cũng đã trưởng thành và đã tham gia rất nhiều trong sự nghiệp ca hát. Thì lời cuối cùng mình chỉ mong rằng cho dù cuộc sống thế nào đi nữa thì mọi người cũng sẽ cố gắng bằng sức lực và cái khả năng của hai đứa mình sẽ cố gắng đem tiền ca tiếng hát của mình để gửi đến quý vị khán giả khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Không có khóc, đây là lời cảm động mình để ý trong lòng. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và quý vị, có thể đến đây thì chúng ta cũng đã đi đến giờ nửa khuya rồi. Trời Sài Gòn cũng đã vắng vẻ hơn. Quý vị muốn về không ạ? Trời cũng quá nửa khuya rồi.